I got broads in the land, just with the money in the fan, credit cards and scams, hitting the looks in the. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chi tiết về vẽ phấn tiên chì màu. Ok, chủ yếu là ta vẽ phấn tiên để tả da thôi, còn chì màu ta vẽ chi tiết. Trước tiên thì các bạn phải dựng hình nhé. Dựng hình các bạn có mấy phương pháp dựng hình cho nó chuẩn chuẩn như kiểu kẻ ô, và bạn đo đạc như thế nào cho chuẩn chuẩn. Vẽ phấn tiên là đòi hỏi khâu dựng hình phải cực kỳ chuẩn xác, càng chuẩn xác bao nhiêu thì khi bạn lên hình ấy, thì nó sẽ giống bấy nhiêu, còn khi dựng hình mà không chuẩn ấy thì là nó rất xấu, nó không giống. Mà cái phấn tiên này thì là nó không tẩy xóa được như bút chì, cho nên các bạn lưu ý. Ok các bạn, sau khi bạn dựng hình xong các bạn dùng cái chì màu nhé. Bạn đi led, đi nẻ led dựng hình lại. Đó, trước tiên bạn dừng bằng chì 2B nhé, nhạt nhạt thôi. Đấy, xong bạn lấy chì màu bạn đi lại. Ok, sau khi đi lại ok, sau khi đi lại bằng chì màu ấy, các bạn là dùng tẩy nhé. Tẩy hết những cái phần còn thừa bút chì đi. Tẩy hết những cái phần bút chì đi. Chỉ để lại cái phần chì màu ta vừa đi rồi. Đó. Sau khi tẩy hết bút chì rồi ấy, các bạn biết tại sao phải dùng chì màu không? Thay bằng bút chì. Vì khi bút chì ta di cái ngón tay lên ấy, thì là nó bị đen chanh xấu lắm. Bạn cứ vẽ lấy bút chì không, bạn lấy ngón tay bạn di vào thì là nó nhè nhẹt, là nó đen xấu. Còn bút chì màu thì không di được bằng ngón tay. Đây mình sẽ chọn ra mấy cái màu để vẽ ra nhé. Màu nhạt nhất này là thường sử dụng nhất, màu hồng hồng này dùng để vẽ da bé, vẽ da hồng. Còn mấy cái màu này mình hay vẽ da này. Có mấy cái phương pháp mà vẽ phấn tiên như sau này. Cách thứ nhất, bạn dùng cái dao dầu giấy này, lấy cục phấn màu ra, xong bạn cạo bột ra trên trực tiếp trên tranh. Đó là bạn cho cả vào cạo lên. Ok chưa? Cạo như thế này. Đó, xải đều khắp tranh đấy nhá. Cái phương pháp này thì nó hơi cầu kỳ mà nó hơi lâu. Cái vẽ phân tiên này nó yêu cầu vẽ da nó dày dặn một chút, cho cảm giác như là nó dày như da người ấy. Đấy. Cái phương pháp này thì hơi lâu, mình không sử dụng cái phương pháp này nhé. Nhiều người vẽ phương pháp này cũng rất đẹp, nhưng mình không hay sử dụng. Đó, gì đều. Thứ hai, phương pháp thứ hai là các bạn có thể dùng cái bột này ta cạo ra giấy, ta đánh ra giấy trước, xong rồi ta dùng ngón tay ta bôi vào. Phương pháp này với phương pháp thứ nhất thì nó khá giống nhau,
dễ bị chai trên mặt giấy á. Khả năng chống nước của phấn thì nó kém, cho nên là mình cứ ít sử dụng. Okay. Phương pháp thứ ba là di trực tiếp phấn lên trên da. Mình thường sử dụng cái phương pháp này nhất. Bạn là tạo một lớp nền nhé, lớp nền này dùng cái màu nhạt nhất để tả da, xong rồi tả phần đậm sau. Họ dùng cái phấn này đi một lớp lên trên da mặt để làm nền. Làm nền giống như trang điểm trên người thật ấy, cũng phải đánh lớp phấn nền chứ. Thì trên da người, trên giấy này cũng vậy. Ok chưa? Sau khi ta ấy xong thì ta di một ngón tay. Cái phần tiên thì dùng ngón tay nhé, không dùng giấy bê bông được đâu. Nó cũng di được nhưng mà nó dễ bị chai lắm. Trên ta dùng ngón tay, chai giấy á. Dùng ngón tay ta đánh cho nó mịn. Chồng vài lớp vào thì nhìn cái da người nó mịn, nó đẹp, nó dày dặn. Hai bạn gì? Sau đó ta dùng cái phấn màu đậm hơn. Ta đi tiếp tục lên những cái phần đậm, phần tối trên da. Dùng một cái màu đậm hơn một chút thôi nhá. Tùy các bạn thích đưa về màu tông màu đỏ hay là tông màu lâu đậm, màu cam cam xám xám này này. Tùy. Ok, chỗ này hơi dài một chút nhé, mình sẽ tua nhé. Các bạn cứ di di tay như đấy, dùng cái phần đậm, chỉ cái màu đậm. Rồi ta dùng một cái phần phấn màu trắng để ta bão hòa tất cả các màu trên vào với nhau. Đó. Cho nó ta cứ đánh khi nào nó mịn, cảm giác như là các cái phần đậm nhạt nó hòa trộn với nhau, hài hòa nhau. Thì ta dừng. Ok nha. Phần này hơi dài nhưng mình sẽ tự tua một chút. Các bạn thể sử dụng cái tông màu xanh này nhé, mà để đi phần tối nhé, để cao cái phần tối. Màu xanh là màu lạnh này, thì nó khi mình xịt sơn lên ấy thì nó sẽ bị khi mà mình xịt sơn lên ấy, thì là nó sẽ bị xỉn màu nhé. Màu xanh này cũng được nhưng mà bạn ít sử dụng, xỉn màu nó không được đẹp lắm đâu. Đây mình ví dụ thôi, mình sẽ ví dụ cho bạn xem thôi. Thường thường mình ít sử dụng màu xanh ấy.
Đó, không khí đó ta tạo khối xong rồi thì ta đi chi tiết mắt, nói chung là vẽ ngũ quan nhé, như bình thường vẽ ngũ quan bằng bút chì màu. Ok, sau khi đó ta vẽ ngũ quan nhé, ta sử dụng bút chì màu vẽ ngũ quan nhé, dùng chì màu nếu các bạn tự tin thì vẽ luôn chì màu lên, không tự tin thì ta có thể sử dụng chì 2B để ta đi chi tiết nhé, nhưng mà đi nhạt nhạt thôi, sau đó ta dùng cái bút chì màu ta đè lên. Ok thì sẽ không bị đen tranh. Nó về cơ bản thì vẽ chủ yếu là cái thứ tự vẽ như thế thôi, sau đó ta vẽ ngũ quan các thứ xong vẽ tóc tiếp, chi tiết là ok, thế là hoàn thành được bức tranh, chủ yếu là phần tả da màu là chủ yếu thôi. Mà da màu thì có mấy cái lưu ý như vậy, khi bạn vẽ phần tiên các bạn cứ làm theo mình sẽ thành công. Chúc các bạn vẽ thành công nhé, cho mình một like và đăng ký kênh, mình cho những video hướng dẫn tiếp theo nha. Bye bye, các bạn nghe nhạc nhé.
the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees. Ooh.
In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Yeah.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light